một ô anh chia ra. Cái hồ mấy khối lận anh? Hiện tại bây giờ mình đang ở xã Tân Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Anh thiết kế tới 4 tấm kiến luôn, 6 mấy 700, vậy cho 800 lít. Vậy là cái hồ 3,5 khối và cái lọc 800 lít à. Có nghĩa là cái nhìn cái diện tích hồ nó rất là to ha. Mà cái lọc đó chút xíu à, thì 700 mấy 800 lít thì mình thấy cũng tạm thôi. Nhưng mà mình thấy cái điểm nhấn này nó hơi lạ lạ. Nếu chỗ này đặt cái tượng Đức Mẹ, tượng Phật gì thì chắc sẽ đẹp chứ.